Và hello, chào tất cả quý vị khán giả đến video mới nhất của Hoàng Sáng TV. Và tiếp tục cập nhật một thông tin cực kỳ nóng liên quan vụ việc của anh Tuấn Xà Lan. Thì vào buổi trưa ngày hôm nay thì em vừa mới nhận được một số cái thông tin đến từ bên phía cầu Vàm Cống. Và điệp viên của em có nói rằng ấy là vụ việc này thì sẽ kết thúc. Bởi vì sao? Bởi vì hai bên gia đình đã thống nhất được cái ý kiến gì đó. Không biết đây có phải là cái thông tin chính xác hay không. Thì điệp viên của em có nói rằng ấy là bên phía gia đình bên chị Hà và bên anh Tuấn đã thống nhất được một cái điều gì đó rồi. Đó, nên là bây giờ vụ việc này sẽ rút lui. Có nghĩa là hai bên đều rút lui. Đó thì em nói với tất cả mọi người rằng là cái chuyện gì cũng có thể. Bởi vì là em có hỏi rằng ấy là cái lý do vì sao mà gia đình lại có thể nói là để thỏa thuận được một cái gì đó hay không. Bởi vì là theo cái thông tin em nói mọi người rằng là có thể là cái vấn đề là về Kim Linh và cháu Sơn. Bởi vì là em nói với tất cả mọi người á là bây giờ gia đình của bên chị Hà cũng mong muốn rằng ấy là Kim Linh và cháu Sơn vẫn có một người cha trong cái tương lai sau này á quý vị. Bởi vì đã mất đi một người mẹ rồi thì vẫn còn một người cha. Đó, có thể là có thỏa thuận nha. Cái thứ hai là bây giờ thì anh em YouTube là không có liên hệ được với lại là bên phía gia đình của chị Hà nữa. Thì mình không biết ở đây là cái thông tin này nó có phải chính xác là đã có cái thỏa thuận của tập đoàn Xà Lan và bên gia đình của chị Hà hay không, mà cái vụ việc này nó sẽ dừng lại hay như thế nào. Bởi vì em nói tất cả mọi người là dù như thế nào đi chăng nữa, em vẫn thắc mắc một câu thôi, là tại sao mà ngay từ ban đầu, đúng không, tất cả chúng ta đều thắc mắc là ở giữa cái dòng sông đó thì làm gì có cái gì đâu mà neo giữ, đúng không, ở giữa dòng sông lấy cái gì đâu mà neo giữ. Và nếu như mà thỏa thuận ở đây là sẽ dừng lại vụ việc này, nghĩa là không có điều tra kết quả, không có trông đợi vào cái gì nữa hết á. Bởi vì em nói mọi người là nếu như mà gia đình của bên chị Hà muốn vụ việc này nó sáng tỏ, muốn vụ việc này nó nóng lên thì gia đình cũng phải lên tiếng và gia đình cũng phải nhận được cái thông tin từ khán giả. Nhưng mà trong 2-3 ngày gần đây thì hầu như tất cả anh em đã không liên lạc được với gia đình của bên chị Hà nữa. Và bên gia đình chị Hà cũng không có thông tin gì nữa. Và nó giống như kiểu là thôi hãy bỏ cuộc, kiểu như vậy quý vị. Bởi vì em nói với mọi người rằng là làm gì có chuyện gì mà điều tra biết được quý vị. Có thể là đã có tin rồi nhưng mà gia đình họ không thông báo thì chúng ta cũng không biết được. Bây giờ em nói với tất cả mọi người, cái vật chứng được tìm lên rồi, cái kết quả của vụ việc là 6 tháng rồi, đúng không? 6 tháng rồi thì làm sao mà có chuyện bây giờ vẫn cứ điều tra nữa quý vị. Rồi cái vấn đề tiếp theo là cái vật chứng đưa lên, nếu không phải vật chứng thì đã trả cho bên gia đình nhà chị Hà rồi. Và nếu như đó là vật chứng thì cũng đã biết rồi. Chứ em nói mọi người là làm gì có chuyện mà mấy tháng trời mà cứ để cho việc là cứ điều tra. Nên là em nói mọi người là cái điệp viên của em có nói rằng là có thể là sẽ có cái bàn bạc gì đó để thống nhất cho cái vụ việc này dừng lại. Đó, em nói mọi người là bây giờ cái điều gì cũng có thể xảy ra. Bởi vì là bây giờ bên gia đình chị Hà không có liên lạc được. Em cũng nói với tất cả mọi người là tất cả chúng ta đều mong muốn một cái sự thật là tại sao chị Hà lại nằm ở trong đó 12 ngày. Và gia đình cũng mong muốn tìm sự thật là không nghĩ rằng là chị Hà sẽ nhảy sông. Nhưng mà em nói mọi người rằng ở đây á, kể cả Kim Linh cũng có nói là sẽ không nhận một người cha, không nhận cái bên tập đoàn Thái Lan ấy là một người cha. Và bởi vì là hai vợ chồng trước đây ấy, thì thường xuyên có những cái vấn đề là em nói mọi người là tranh chấp về vấn đề tiền, chỉ vì tiền thì hai vợ chồng mới có chuyện mà cãi cọ lẫn nhau. Và Kim Linh cũng có nói rằng là từ trước đến giờ em nói mọi người là anh Tuấn có lo gì cho Kim Linh với lại Sơn đâu. Có nghĩa là anh Tuấn không có gọi điện cho các con, không biết con học lớp mấy và không quan tâm đến các con. Thì bây giờ nếu như mà em nói mọi người là để có cái ký kết nào đó thì anh Tuấn cũng vẫn không có lo cho các con. Bởi vì sao? Từ cái lúc chị Hà ra đi đến ngày hôm nay, chúng ta đã thấy rằng là anh Tuấn ở đây có gửi về một số tiền ở đó để cho việc học hành của Kim Linh với Sơn. Đó, em nói mọi người là cái vụ việc này nó có thể là chìm xuống quý vị ạ. Nó có thể là chìm xuống có phải không? Em vẫn nói với tất cả mọi người là ngay từ cái ngày mà tìm được vật chứng, em đã thấy có một cái gì đó rất là lạ. Bởi vì sao? Không ai nhìn thấy vật chứng. Đó, và gia đình cũng không có thông tin về vật chứng. Rồi là cái xuồng bị đâm chìm, gia đình cũng không có thông tin, không ai nhắc lại một lời nào. Mọi người có thấy rằng là cái công việc ấy mà chìm xuồng ấy nó rất là quan trọng. Bởi vì cái xuồng mà giữ vật chứng mà lại bị đâm chìm mà lại không có cái gì hết, có nghĩa là sau 2-3 ngày, đúng không, chúng ta biết được rằng là anh Cường nói là cái xuồng nó bị chìm. Rồi nhiều người có nói rằng là ở đây á, là sẽ quyên góp tiền đó để mua lại cái xuồng mới. Thì gia đình của bên gia đình nhà chị Hà ấy đó cũng có nói rằng là sẽ đền bù cái số tiền này cho anh thợ lặn. Nhưng mà quý vị thấy rằng là
chúng ta có thấy được một cái video nào là cái xuồng nó kéo lên như nào đâu. Em nói mọi người nhé, một cái chiếc ghe, chiếc xuồng mà bị đâm chìm ở dưới đáy sông lấy lên nó rất khó quý vị, lấy lên nó phải dùng cả một cái cần cẩu để cẩu lên, để kéo lên rồi điều tra nguyên nhân. Và em nói mọi người là tất cả chúng ta có thấy cái, có ai thấy được cái xuồng nó bị chìm hay là thấy cái gì gì đâu quý vị? Không ai thấy. Cái xuồng nó có chìm thực sự hay không cũng không ai biết. Bởi vì em nói mọi người rằng là nhiều người còn nghi ngờ rằng là bảo là ủa tại sao cái vật chứng đó là một cây láp và một cái chân vịt mà nó lại nằm ở chỗ đó mà lại bảo là không phải là vật chứng. Quý vị thấy không? Quý vị là cái cây láp và chân vịt đó nằm ở chỗ chị Hà nổi lên mà lại bảo là không phải là vật chứng, thì không biết là cái đó nó có phải là cái sự trùng hợp nào đó hay không. Còn cái việc em nói mọi người là chị Hà làm sao mà nằm ở đó 12 ngày thì chúng ta làm sao biết được? Không ai biết. Ngay cả với gia đình nhà chị Hà ban đầu cũng có lời cái lời khẳng định rằng là anh Tuấn chắc là có liên quan, nhưng bây giờ quý vị thấy đấy, im re hết, không có một cái tiếng nói nào lên nữa. Và vụ việc này quý vị tự nhìn xem đi, liệu rằng có chìm xuống hay không. Bởi vì em nói mọi người là bây giờ gia đình không có cung cấp thông tin gì hết thì làm sao mà vụ việc này nó sáng tỏ được, đúng không? Gia đình bên chị Hà bây giờ là không có cung cấp bất cứ cái thông tin gì, ngay cả việc liên hệ điện thoại không được, gọi không được và không có cung cấp thông tin. Thì em hỏi tất cả mọi người rằng là vụ việc này liệu nó có sáng tỏ được hay không. Bởi vì bây giờ gia đình chị Hà có nhận được tin gì đó thì chúng ta cũng đâu biết đâu. Đó, anh em thì đã bỏ hết rồi, như là kênh của Lợi Nguyễn này đó cũng bỏ, bởi vì là không có thông tin. Và em nói với tất cả mọi người rằng là cái vụ việc này ban đầu thì gia đình làm rất mạnh, quý vị thấy không? Gia đình chị Hà làm rất mạnh, cô Bí ẩn cũng lên tuyên bố, rồi là anh Vũ cũng đã nói rằng là ra Hà Nội 10 lần rồi, sao bây giờ im re hết. Em không biết ở đây là có cái sự thỏa thuận nào hay không, hay là vì tương lai của Kim Linh, hay là vì cái điều gì đó hay không, nhưng mà dạo gần đây quý vị thấy đấy, im lặng một cách bất thường và tất cả chúng ta cũng không có nhận được một cái thông tin nào mới cả là đã có cái kết quả gì đó của cái vật chứng hay chưa. Và thực sự cái thông tin mà em nói với tất cả mọi người ấy, điệp viên cập nhật được ấy, là đã có cái thỏa thuận nào đó của bên gia đình thì mọi người có tin không? Em thì em nói với mọi người rằng là ở đây ấy, nếu như bây giờ mà không có kiện cáo gì nữa thì quý vị thử nghĩ xem là gia đình chị Hà cũng không thể nào mà gọi là chấp nhận. Bởi vì là bây giờ chị Hà ra đi chúng ta đâu biết cái lý do gì đâu, không thể nào gia đình có thể là vì một cái lý do nào đó mà lại có thể là dừng từ bỏ cái vụ việc này. Em không tin điều đó. Nhưng mà em nói mọi người là tại sao bây giờ tất cả chúng ta đều không liên hệ được, không có ai gọi được và không có bất cứ cái thông tin gì. Nó giống như kiểu là hai bên cùng im lặng và để chìm xuồng vậy. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là 6 tháng rồi chứ đâu phải là ít. 6 tháng rồi, mọi người quan tâm cái vụ việc này đã được 6 tháng và đến thời điểm hiện tại thì mọi người cảm thấy là nó quá dài. Không có kết quả gì, em nói mọi người là không có kết quả gì hết, đúng không? Chúng ta chỉ có nghi ngờ là tại sao khi chị Hà nổi lên, anh đã rời xà lan khỏi hiện trường, đem đi sửa, cặp bình ắc quy mua mới để kiếm chị Hà cũng không thấy đâu. Rồi là cây láp và chân vịt gì đó tìm được ở dòng sông đó, rồi bây giờ nó như thế nào? Nó có phải là cái vật chứng hay không? Nếu như không phải thì cũng phải công bố chứ, đúng không? Bởi vì em nói tất cả mọi người là gia đình ấy là cùng với cái bên đó để đem cái vật chứng đó về để điều tra, để nghiên cứu, thì gia đình cũng sẽ yêu cầu là khi nào có kết quả. Bởi vì em nói mọi người là không thể nào mà cứ điều tra từ giờ đến cuối năm vẫn cứ điều tra, đúng không? Bởi vì cái điều tra đó chúng ta chỉ có nghe là gia đình nói thôi, chúng ta không có biết được thực sự nó có phải như vậy hay không. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là cái vụ việc này bây giờ nó lại còn nhiều cái vấn đề mà em nói mọi người là chưa sáng tỏ. Em cũng vẫn nói với mọi người là cái vấn đề là tìm vật chứng rồi, khi mà gia đình của chị Hà tìm được vật chứng đó thì rất vui mừng, người dân của chúng ta cũng rất là vui mừng, bởi vì đã tìm được cái vật được cho là có thể là vật chứng thì gia đình lại ở đấy tận 3 4 ngày. Nhưng mà đúng cái ngày mà lấy vật chứng lên thì gia đình lại bỏ về ngủ ở nhà nghỉ, để rồi cái xuồng nó bị đâm chìm, rồi cái vật chứng nó không biết đi đâu đấy, sau đó mới lặn xuống đó để kiếm cái vật chứng nó đem lên thì hóa ra lại là cây láp với chân vịt. Thì lúc đó chúng ta mới ở đây là cảm thấy rất là buồn, là tại sao cái vật chứng đó nó chỉ có 50 kg đó. Mọi người đã chuẩn bị là quay xe 180 độ và nói rằng đó không phải là vật chứng. Thì em nói với mọi người rằng là ở đây ấy, cái vật mà 50 kg mà nó nằm đúng cái chỗ mà chị Hà nổi lên thì em phải có sự nghi ngờ chứ, nhưng mà không biết vì cái lý do gì đó. Rồi sau này gia đình cũng nói rằng là ở cái vật đó có thể là không phải là vật chứng. Vậy thì cái vật đó nó ở đâu ra? Em nói mọi người là cái sự trùng hợp nó cũng có một cái gì đó nó vô tình, nó là cái sự trùng hợp nó khó để có thể tả được, đúng không mọi người? Bởi vì em nói với tất cả mọi người là bây giờ cái vụ việc của chị Kim Hà nó trải qua 6 tháng rồi, đến bây giờ vẫn cứ đang điều tra, thì em hỏi mọi người điều tra cái gì, đúng không? Bởi vì là nhiều cái vụ việc em nói mọi người nó phức tạp, có thể điều tra vài năm, nhưng mà cái vài năm đó thì đến khi mà chúng ta gọi là bây giờ mọi người đã gọi là đã quá chán nản,
bởi vì nó không có sáng tỏ được ngay từ ban đầu rồi, chứ không phải là bây giờ. Bởi vì là em nói mọi người là ngay từ ban đầu này là gia đình cũng có làm cái đơn đó để gọi là nghi ngờ anh Tuấn, nhưng mà có cái bằng chứng ở đâu? Đến bây giờ nó không có bằng chứng thì chúng ta chả làm được gì. Bây giờ em nói mọi người á, ít nhất là cũng phải tìm được cái gì đó ở dưới đáy sông, cái đó là cái vật giữ chị Hà, thì lúc đó cái vụ việc này nó có thể sẽ được sáng tỏ. Bởi vì em nói mọi người rồi, cái vật chứng nằm ở dòng sông mà cái lá và chân vịt ấy, nó có rất nhiều yếu tố mịt mờ, bởi vì là không ai nhìn thấy, không ai tận mắt nhìn thấy, mà người kể thì lại không phải là ông thợ lặn mà chỉ là cái anh Cường gì đó kể lại toàn bộ sự việc, rồi là anh đó còn nói là cái xà lan à cái xuồng của anh đó là bị đâm chìm, đúng không? Rồi đến hôm sau anh lại đính chính là cái xuồng đó là không phải của anh đó, lại là của anh thợ lặn. Nên em nói tất cả mọi người là nó có nhiều cái điểm nghi vấn, đến bây giờ thì không biết cái sự thật nào là cái sự việc đúng đây. Đó, có người đồn rằng là ở đây là gia đình bên chị Hà đã thỏa thuận với bên anh Tuấn để cho vụ việc này nó sẽ chìm xuồng, để cho vụ việc nó sẽ lắng xuống và sẽ có lợi cho Kim Linh và cháu Sơn. Thì mọi người suy nghĩ như thế nào về cái việc này? Em thì em sẽ không tin, bởi vì gia đình chị Hà có nói rồi là sẽ không bao giờ gọi là thỏa hiệp. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ dù có thỏa hiệp thì Kim Linh với Sơn cũng đâu có để là anh Tuấn cũng đâu có lo gì cho hai đứa đâu. Tất cả là nhờ bên gia đình nhà ngoại, nhờ bên mẹ của chị Hà đã lo lắng cho Kim Linh và Sơn từ lúc nhỏ đến tận bây giờ. Thì bây giờ em nói mọi người dù có thỏa thuận đi chăng nữa thì anh Tuấn cũng không thể nào giúp đỡ cho hai đứa được cái gì, đúng không? Bởi vì chỉ có mang cái tên, mang cái dòng họ vậy thôi, chứ chúng ta đâu có biết được là giúp đỡ cái gì đâu. Nên là em vẫn nói với tất cả mọi người là cái vụ việc này nó vẫn chưa kết thúc được, nó vẫn còn lằng nhằng một cái thời gian nữa để có thể trả lời chúng ta biết được rằng là gia đình có chính thức bỏ cuộc hay không, gia đình có thỏa hiệp với bên của anh Tuấn hay không, và gia đình có đồng ý về cái việc mà chị Hà ra đi là do 1 triệu đồng nhảy sông để tự vẫn hay không, hay là có cái gì đó đã giữ chị Hà suốt 12 ngày mà không nổi lên, cái gì đó đã níu chị Hà ở dưới đó mà khi mà cào cấu mới nổi lên, mà nổi lên ở đây thi thể vẫn còn nguyên vẹn, vậy thì chị Hà đã mắc phải cái gì ở dưới đó, thì cũng cần phải có câu trả lời đó. Nên là em cũng sẽ cố gắng để cập nhật cái thông tin mới nhất. Thì quý vị khán giả có bất cứ cái góp ý hay thông tin nào thì mọi người có thể là bình luận bên dưới video này ủng hộ giúp em đó, để em sẽ cập nhật thông tin liên tục để cung cấp cho tất cả mọi người. Video này xin phép dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều khi tất cả mọi người luôn ủng hộ và theo dõi kênh YouTube của em, bởi vì em cũng biết rằng là ở đây là bây giờ nếu như bọn em mà không cập nhật nữa thì không biết là ai sẽ chia sẻ cái nguồn tin này đây, bởi vì là bây giờ anh em bỏ cuộc hết rồi đó. Quý vị thấy không, bây giờ thì còn có 1-2 người là nói về vụ việc của tập đoàn Thái Lan đó thôi, còn thì có người đã dừng lại, có người đã chuyển qua những cái vụ việc khác, bởi vì nó quá dài và quá lâu, không biết khi nào nó có hồi kết. Quý vị, rồi em xin dừng video ở đây. Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chào mọi người nhá, chào mọi người.